Top 6 biến chứng thường gặp do viêm phổi gây ra. Nội dung được kiểm duyệt bởi bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thanh Duy, founder phòng khám Care for Kids. Tình trạng viêm phổi ở trẻ sơ sinh diễn biến từ nhẹ đến nặng. Trong trường hợp nguy hiểm, bệnh có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng sau đây. Viêm màng não. Khi viêm phổi chuyển nặng, các loại vi khuẩn tấn công mạnh mà cơ thể bé không đủ sức đề kháng để chống cự. Nếu để lâu, bệnh có thể để lại những di chứng không thể phục hồi, rối loạn thần kinh, tổn thương não vĩnh viễn, bị mù, điếc, giảm khả năng vận động. Nhiễm trùng máu, vi khuẩn có thể xâm nhập vào hệ tuần hoàn gây nhiễm trùng máu và biến chứng sốc nhiễm trùng. Nếu bé không được điều trị sớm có thể dẫn đến tử vong. Tràn khí màng phổi. Khi bị viêm phổi, biến chứng gây vỡ các phế nang trong phổi, làm tràn khí màng phổi thường sẽ đi kèm tràn mủ màng phổi, tràn dịch màng phổi. Đây là biến chứng nguy hiểm khiến trẻ hô hấp khó khăn, bạch cầu trong máu tăng cao và bắt đầu xuất hiện các tình trạng kháng thuốc. Còi xương kém phát triển. Viêm phổi kéo dài khiến trẻ ăn ngủ không ngon, dẫn tới biếng ăn, suy dinh dưỡng, kém phát triển và sức đề kháng suy giảm. Kháng kháng sinh. Nếu bé mắc phải biến chứng này sẽ rất khó điều trị, khi đó phải phối hợp nhiều loại kháng sinh để điều trị, chi phí tốn kém và khả năng khỏi bệnh sẽ thấp hơn. Viêm phổi được xem là kẻ thù giấu mặt đối với sức khỏe vì nó dễ xảy ra, diễn tiến âm thầm và có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng không đáng có. Tìm hiểu biến chứng viêm phổi sẽ giúp bạn hiểu được tầm quan trọng của việc chữa trị bệnh và chủ động có biện pháp bảo vệ sức khỏe cho bé. Đừng quên subscribe và follow kênh để theo dõi các thông tin cần thiết khác. Cài đặt ngay ứng dụng Mommy trên App Store và Google Play, ba mẹ nhé!